Minh Vương, công thần của Việt Nam, mất cha từ nhỏ, từng thiệt thòi ngồi trên ghế dự bị nhìn công phượng Văn Toàn đá chính. Trần Minh Vương có lẽ là cái tên sáng thời điểm này khi làm nức lòng người hâm mộ bóng đá Việt Nam đến tận những giây phút cuối cùng. Tưởng chừng đội tuyển Việt Nam sẽ có màn thua đậm 0-3 trước đội tuyển UAE. Tuy nhiên, khi Tiến Linh và sau đó là Minh Vương lần lượt lấy lại phong độ trước khung thành của UAE, gỡ tỷ số 2-3 ở những giây phút cuối cùng, netizen Việt gần như đã thở phào nhẹ nhõm, tuy thua nhưng vẫn ngẩng cao đầu bước vào vòng loại thứ 3 của World Cup 2022. Trong trận đấu này, chiếm spotlight nhiều nhất có lẽ là cầu thủ Trần Minh Vương. Anh đã có một pha kiến tạo giúp Tiến Linh ghi bàn, kèm theo đó là bàn thắng riêng cho mình ở những giây phút cuối của trận đấu. Có thể nói trong trận Việt Nam gặp UAE, Trần Minh Vương chính là anh chàng đẹp trai nhất. Trần Minh Vương, sinh ngày 28 tháng 3 năm 1995, quê tại xã Thụy Chính, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Anh hiện đang thi đấu cho đội tuyển quốc gia Việt Nam với vai trò là một tiền vệ. Đồng thời, anh là cầu thủ trẻ nhất được gọi lên đội 1 của câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Tuy nhiên, ít người biết rằng để có những thành công như ngày hôm nay, Minh Vương đã trải qua không ít sóng gió. Vì một lý do nào đó, Trần Minh Vương nhận được giấy báo nhập học của Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsena GMG muộn hơn những đồng đội cùng trang lứa khác như Công Phượng, Xuân Trường hay Tuấn Anh. Vậy nên, cầu thủ người Thái Bình đành phải trở thành học viên của đội năng khiếu, nơi tập hợp các cầu thủ bị loại sau khi lọt vào vòng chung kết đợt tuyển chọn khóa 1 năm 2007. Dù Minh Vương may mắn được giữ lại ở Hoàng Anh Gia Lai, tuy nhiên, niềm vui không kéo dài lâu khi cậu nhận được tin buồn về sự ra đi đột ngột của bố. Khi ấy, gia đình giấu nhẹm chuyện này đi vì sợ anh sẽ từ bỏ sự nghiệp cầu thủ, sau khi ổn định mới tiết lộ cho nam cầu thủ. Chú bé Trần Minh Vương lúc đó vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng nỗi ám ảnh về việc rời xa người bố thân yêu vẫn theo anh đến mãi sau này. Sau khoảng thời gian 6 năm học tập, Trần Minh Vương chính thức đặt một chân vào chơi V-League với vai trò dự phòng vào năm 2013. Đến mùa giải năm 2014, anh thực sự đã bắt đầu tỏa sáng. Tuy là học viên của lớp năng khiếu, Trần Minh Vương là cầu thủ đầu tiên của lứa 1995 Hoàng Anh Gia Lai năm ấy được ra mắt sân chơi chuyên nghiệp. Anh đã giành danh hiệu cầu thủ trẻ hay nhất ở V-League 2014. Mùa giải năm đó, Minh Vương thi đấu 15 trận, ghi được 2 bàn thắng. Khó khăn của Trần Minh Vương bắt đầu từ khoảng năm 2015 khi câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai gây bất ngờ vì loại lứa cựu binh để đội lứa cầu thủ trẻ tài năng bao gồm Công Phượng, Đồng Triều, Tuấn Anh, Xuân Trường lên chơi V-League. Khi ấy, một dấu chấm hỏi lớn được đặt ra cho Minh Vương về cơ hội ra sân của anh. Trong năm 2015, anh chỉ được ra sân 7 lần và đa số chỉ được ngồi trên ghế dự bị và chỉ ghi được một bàn thắng. Trần Minh Vương từng vô cùng chán nản vì không có cơ hội ra sân. Không chọn cách trốn chạy sang các đội bóng nhỏ khác để thi đấu, Minh Vương vẫn chọn cách ở lại Hoàng Anh Gia Lai, chơi hết mình giữa lúc khó khăn vây quanh. Khi bộ ba Công Phượng, Xuân Trường và Tuấn Anh lần lượt sang nước ngoài thi đấu, Minh Vương được trở lại đá chính. Anh thi đấu bùng nổ hơn, mùa giải năm 2016 kết thúc khi Trần Minh Vương ghi được 8 bàn thắng. Trước khi Việt Nam sang thi đấu tại vòng loại lượt về của vòng 2 World Cup diễn ra tại Dubai, đã có không ít người hoài nghi lý do vì sao thầy Park Hang-seo lại triệu tập Trần Minh Vương. Nguyên nhân vì trước đó, chàng tiền vệ này đã gặp chấn thương, bị đau cơ ở trận giao hữu với U22 Việt Nam trước ngày lên đường sang Dubai. Và pha kiến tạo cũng như là bàn thắng của Trần Minh Vương trong trận đấu vừa rồi đã chứng minh một điều rằng thầy Park Hang-seo đã tin tưởng đúng người, đúng thời điểm. Bản thân Minh Vương cũng là một chàng trai có ý chí, luôn nỗ lực hết mình, đáng để chúng ta học hỏi. Đội tuyển Việt Nam bị xếp vào nhóm kém nhất vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Hành trình vòng loại thứ 2 World Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam đã kết thúc. Dù nhận một kết quả thất bại trước UAE, đội tuyển Việt Nam cũng đã chính thức bước vào vòng loại cuối cùng lần đầu tiên trong lịch sử nhờ việc Australia giành chiến thắng trước Jordan tại bảng B. Theo thể thức của vòng loại thứ 3, Việt Nam và 11 đội tuyển giành vé đi tiếp ở vòng 2 sẽ được xếp thành nhóm 6 hạt giống dựa trên bảng xếp hạng FIFA tháng 5. Đội tuyển Việt Nam và Lebanon được xếp ở nhóm 6, nhóm cho hai đội xếp hạng kém nhất. 6 nhóm hạt giống được xác định theo thứ hạng bảng xếp hạng FIFA tháng 5 năm 2021. Nhóm 1, Nhật Bản 28 và Iran 31. Nhóm 2, Hàn Quốc 39 và Australia 41. Nhóm 3, Saudi Arabia 65 và Iraq 68. Nhóm 4, UAE 73 và Trung Quốc 77. Nhóm 5, Syria 79 và Oman 80. Nhóm 6, Việt Nam 92 và Lebanon 93. Sau khi chia nhóm hạt giống, lễ bốc thăm vào ngày 24 tháng 6 sẽ chia đều 12 đội bóng vào hai bảng đấu. Ban tổ chức sẽ bốc thăm thứ tự từng nhóm và phân hai đội vào bảng A hoặc bảng B. Lịch thi đấu đã được xếp tự động từ trước khi bốc thăm. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, AFC chưa công bố sẽ thi đấu vòng tròn sân nhà, sân khách hay thi đấu tại một nước trung lập. Như vậy, khả năng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo phải đối đầu với Minamino Takumi của Nhật Bản
và Son Heung-min của Hàn Quốc trong một bảng đấu tử thần là điều hoàn toàn có thể. Tuy nhiên, rủi ro luôn đi cùng với cơ hội. Thi đấu với những đối thủ vượt trội về thứ hạng như vậy cũng có nghĩa là một kho điểm Elo FIFA nếu chúng ta giành được kết quả có lợi. Tạm lấy bảng xếp hạng FIFA tháng 5 năm 2021 làm ví dụ, Nhật Bản đang đứng ở vị trí 28 thế giới, hơn đội tuyển Việt Nam 64 bậc, chỉ cần một kết quả hòa thôi cũng đã mang đến 5 điểm. Hơn nữa, đây còn là cơ hội cọ sát có 1-0-2 và thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có nhiều hơn một cơ hội để chứng minh thực lực cho châu Á thấy. Trận đấu đầu tiên của vòng đấu này sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 9 năm 2021. Đây hứa hẹn sẽ là một vòng đấu vô cùng khó khăn. Bóng đá Việt Nam cần phải tập trung mọi nguồn lực của mình nếu muốn chạm tay vào chiếc vé đến với vòng chung kết World Cup đầu tiên trong lịch sử. Dù vậy, việc lần đầu tiên lọt vào vòng loại thứ 3 cũng đã là cả một nỗ lực của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo và nó đã mang đến niềm tự hào to lớn cho người hâm mộ nước nhà. Buổi lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022 sẽ được tổ chức tại Malaysia vào ngày 24 tháng 6 tới đây. Hãy cùng chúc những điều thuận lợi nhất sẽ đến với các chàng trai áo đỏ của chúng ta!